sinh của chúng ta sẽ được bắt đầu phần dự thi trang phục dạ tiệc. Đầu tiên xin được giới thiệu thí sinh mang mã số 003, Đặng Hoàng Sơn. Các bạn thân mến, Đặng Hoàng Sơn sinh năm 1990, chiều cao của bạn là 1m70, hiện nay đang là sinh viên của Đại học Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh mang mã số 016, Đinh Duy Khoa. Bạn cao 1m7, hiện đang là sinh viên của Đại học Công nghiệp, sinh năm 1991 và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chắc là người Hoa. Bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay có
công việc của bạn là người mẫu. Bạn sinh năm 90, cao 1m80. Tiếp nối phần dự thi của thí sinh Lục Kiến Hành, xin mời quý vị cùng đến với thí sinh mang số báo danh 022, Trần Hồng Tiến. Trần Hồng Tiến sinh năm 1994, bạn cao 1m87, hiện tại bạn đang là vận động viên taekwondo và bạn đến từ Tiền Giang. Hiện nay bạn Trần Hồng Tiến đang giữ một trong những số đo chiều cao khủng hoảng nhất trong cuộc thi năm nay, 1m87. Tiếp theo số 023, xin chào đón thí sinh Hà Quang Huy. Bạn cao 1m8, sinh năm 92, là sinh viên của công nghệ iSpace và bạn đến từ Vĩnh Long. Tiếp nối là phần dự thi của một thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, số báo danh 024, Lê Thanh Hoàng. Lê Thanh Hoàng sinh năm 1989, bạn cao 1m81, bạn đang là sinh viên trường cao đẳng Viễn Đông và bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và thí sinh tiếp theo, mã số 026, Nguyễn Ngọc Phúc, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn cao 1m78, hiện đang là sinh viên của trường cao đẳng công nghệ thông tin. Số 036, bạn Nguyễn Duy Linh. Nguyễn Duy Linh sở hữu một chiều cao lý tưởng 1m58, 1m85. Bạn sinh năm 92, hiện đang là người mẫu tự do và bạn đến từ Bình Thuận. Tiếp theo, mang mã số 038,
sinh năm 1994 là bạn Lê Nhật Trung. Bạn có chiều cao 1m82, đến từ Lâm Đồng và hiện đang là sinh viên của Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Số 039 Võ Hùng Vương, bạn đến từ Đồng Nai, sinh năm 90, cao 1m81, hiện là thợ bạc thì không đeo vàng. Siêu nhân rồi, nhưng mà vì bạn có siêu năng thì chắc là đặt là vi siêu năng. Bạn cao 1m77 và sinh năm 90. Hiện tại bạn đang làm việc tại Western Plaza Hotel và bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh kế tiếp mang mã số 56 Đặng Nhật Minh, bạn sinh năm 90, cao 1m81, hiện đang là sinh viên của học viện lục quân, đến từ Bến Tre. Quý vị vừa đến với phần dự thi của Đặng Nhật Minh, và ngay bây giờ là số báo danh 058 Trần Quốc Sĩ. Sinh tiếp theo mang mã số 060, hiện đang là một người mẫu tự do, bạn Lê Gia Vĩnh. Lê Gia Vĩnh sở hữu chiều cao lý tưởng 1m84, sinh năm 92 và quê quán ở Đồng Tháp. Bye.
sinh viên của kinh tế luật thành phố Hồ Chí Minh, quê quán ở Hà Nam, bằng cao 1m76, sinh năm 92. Rõ ràng là chúng ta thấy là sắp tới sẽ có nhiều luật sư trẻ đẹp. Thôi em đi tới đó thôi em.